Sau khi điều chỉnh, kể từ 16 giờ ngày 11 tháng 10, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 1.595 đồng một lít, xuống còn 21.907 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm tới 1.798 đồng một lít, xuống còn 23.044 đồng một lít. Đồng thời, giá dầu diesel cũng giảm 1.184 đồng một lít, xuống còn 22.410 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.352 đồng một lít, xuống còn 22.464 đồng một lít. Dầu mazut giảm 1.214 đồng một kg, xuống còn 16.238 đồng một kg. Nguyên nhân giá trong nước giảm là do giá dầu thế giới có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, giá nhập khẩu từ thị trường Singapore cũng đang giảm so với kỳ điều hành trước. Đây là cơ hội để giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 11 tháng 10. Kỳ này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không yêu cầu trích lập và ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 28 lần điều hành, trong đó có 17 lần tăng, 8 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.